view, unit là 67. Thì căn nhà này đang ốp mắc kẹt, chủ nhà đang muốn bán, là cái giá là 250.000. Căn nhà này là 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có thêm một phòng add-on không có permit. Thì căn nhà này là rộng khoảng 1.150 square feet. Cái tiền rent nó là 1.160 đồng. Căn nhà này đặc biệt là có hai bậc kính nha quý vị. Bên đây bậc kính bên đây là đậu được 3 chiếc, còn bậc kính bên kia là đậu được 2 chiếc xe nữa, là khoảng 5 bậc kính. Ra rất là đặc biệt. Và cái bát ngang nó quay với lại cái hồ rất là đẹp luôn. Chúng tôi sẽ mời quý vị đi xem nha. Máy giặt máy sấy nằm trong nhà rất là tiện nghi. Đây là không gian nhà bếp và phòng ăn. Đây là cái bếp rất là open quý vị, rất là open cabinet. Và đây là bây giờ mời quý vị đi xem hai phòng ngủ nhé, ba phòng ngủ. Đây là phòng master bedroom rất là rộng và cái bathroom cũng rất là rộng, có chỗ để tắm luôn. Đây cái tủ, cái bàn, cái closet. Và đây là cái bathroom thứ hai, cũng là full bathroom luôn nha quý vị. Và đây là phòng ngủ thứ hai, là có cái closet ở đây để đựng đồ. Sàn này là bằng gỗ laminate. Central air quý vị, tức là hệ thống sưởi với lại là air đó, thì nó nằm ở trung tâm. Không có permit. Bên đây là đặc biệt là cái bát ga đó vì nó sẽ phay với lại cái lát rất là đẹp. Mời quý vị xem nha. Nghe tiếng buổi trưa mà nặng mát.
là đặc biệt, chủ nhà nói đó vì những đêm trăng sáng á, ánh trăng chiếu xuống hồ rồi phía xuống róc rách rồi rất là đẹp. I can do meditation here. Và cái đây là con đường đi ra cái mặt kinh, cái kha bó thứ hai nè. Cái cây này dễ thương. Rồi thì cái nhà giá chủ nhà muốn bán căn này là 250 ngàn. Thì quý vị nào muốn đi xem căn nhà này hoặc muốn Kim Chi làm loan approval thì để mà làm cái loan á, thì Kim Chi là trên 14 năm kinh nghiệm làm loan novel home, nhà house. Kim Chi giúp quý vị mua căn nhà này ha. Số phone Kim Chi là 408-694-7517, 408-694-7517. Kim Chi cảm ơn quý vị rất nhiều.